Hello tất cả mọi người đến với Mai Hải Long Stereo. Cái video hôm nay, ngày hôm nay Mai Hải Long sẽ làm một cái video mà dành cho tất cả các thánh hỏi giá. Vâng, các anh chị hỏi giá đấy. Các thánh hỏi giá tức là đi hay lên trên mạng đi tìm những cái chỗ khác, sau đó về so giá này, so giá kia ở cái shop này, shop kia. Vâng, thì hôm nay mình sẽ làm cho một cái video để cho các bạn, để các bạn hiểu được tại sao shop này bán giá khác mà tại sao shop này bán giá khác nha mọi người ha. Dành cho tất cả các thánh hỏi giá. Bởi vì thì cái nguyên nhân chính của các chị là các bạn hay tiếc tiền đúng không ạ? Và các anh chị tiếc tiền thì các bạn sẽ dễ dính vào những cái hệ thống mà mic thu âm live stream kém chất lượng và mic thu âm không đạt tiêu chuẩn. Thì hôm nay mình sẽ quay những cái dòng sao cạc và quay một điển hình một cái dòng sao cạc mà nó nhái hàng tới 10 loại khác nhau luôn các bạn. 10 loại khác nhau, và mình sẽ quay cái hệ thống mic live stream, mic hát á. Nó có 10 loại khác nhau luôn. Và ok, mình sẽ quay cho các chị và cho những anh thánh hỏi giá hiểu được tại sao thì mình khuyên các bạn hãy mua những cái dòng sao cạc mà ở những cửa hàng có uy tín, chất lượng và bảo hành ok nha. Thì trong thời gian vừa rồi thì cái hệ thống bán hàng trên Facebook, Bigo, các trang mạng xã hội như Lazada, Sen Đỏ thì có rất là nhiều. Giá cả thì mỗi cửa hàng có một cái khác nhau, nhưng chất lượng thì nó sẽ khác hẳn nhau đấy mọi người ạ. Các bạn tin mình đi, không tin thì các bạn hãy xem cái video này ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ quay cho các chị điểm hình một cái hệ thống sao cạc mà được nhái hàng mạnh nhất hiện nay. Và các anh chị hãy cố gắng xem like chị, xem cái video này, và các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình một cái ở góc dưới tay phải của các chị có màu đỏ đỏ. Các bạn bấm cho mình cái đăng ký kênh đi ạ. Ok, bấm cho cái đi ạ. Cảm ơn nhá. Rồi ok. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem cái con sao cạc này. Vâng, quá trời luôn. Và các bạn ơi, mỗi sao cạc này nó nhìn nó khác nhau không ạ? Các bạn nhìn lướt qua là các bạn đã thấy cái đủ khác nhau của bộ sao cạc này rồi. Tại cửa hàng mình có tới 10 cái loại sao cạc này khác nhau nhá. Mỗi loại nó ra một cái chất lượng âm thanh khác nhau. Ngoài thậm chí có những cái bộ mà hát không có được luôn, nó lặng lề và nó mệt mỏi và nó không vang, nó cảm thấy nó rất là chán. Nhưng mà có loại thì rất hay, nhưng các bạn mua đúng bản của nó thì nó là rất là tuyệt vời. Hàng bán chạy lúc nào cũng bị nhái hàng nhiều nhất. Vâng, thì cái bộ này là con sao cạc V8 và nó đang nhái hàng rất là lớn nhất thị trường hiện nay. Nó bởi vì nó bán hàng rất là chạy, vâng, giá trị nó rất thấp, nó bán rất là chạy, nhưng chất lượng âm thanh của nó là cực kỳ hay nha mọi người ha. Thì trước tiên mình sẽ chỉ cho các bạn xem được tại sao nó nhái hàng ở điểm nào và nó khác nhau ở điểm nào. Ok. Đây, bây giờ mình đi hai cái con sao cạc này nhá. Rồi, cái con sao cạc này với cái con sao cạc này đi. Hai con sao cạc vành to này đi, hai con sao cạc vành cao này, đó. Cho bạn xem này. Nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy khác nhau điểm nào không ạ? Vâng. Các bạn để ý hai cái nút to to không? Đó, một cái nút ở bên thì nó là vành lê lốc này. Cái nút này bên này là nó có cái vành này, nó có vành ni lốc màu sáng này. Cái nút này thì nó đen xì này, nó đen xì, đúng không ạ? Đó. Cái này nhìn nó trắng trẻo, nó đẹp hơn đúng không ạ? Khác nhau chưa? Cái bản này thì chả hát ra gì, cái bản này cũng bình thường thôi. Ờ đó. Nhìn khác nhau không? Đó. Đó, cũng một tên tuổi, ok. Nhìn thấy không ạ? Các bạn nhìn này. Cũng là vành ni lốc này. À, cũng là vành ni lốc này. Các bạn nhìn thấy cái chữ không? Cái chữ ở bên tay này này, cái chữ này thì nhìn rất xấu, nhưng cái chữ bên này thì nhìn nó in rất là đẹp. Đó. Các bạn nhìn thấy không ạ? Chữ này nhìn thì nó thật sự nhìn nó không ra một cái gì cái chữ ấy các bạn. Các bạn nhìn kỹ cái chữ ấy, nó in không ra một cái gì luôn. Cũng là một vành ni lốc. Ok. Đó. Rồi các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, nhìn này. Cũng là vành này. Cũng là vành to, các bạn nhìn thấy cái vành to ở trên cùng không? Trên này thì nó có cái gạch sơn màu trắng ở đây. Còn bên này cũng vạch sơn màu, không có màu trắng, không có gạch sơn. Đó, đây là khác hẳn nhau không? Đó. Nhìn thấy chưa? Các thánh nhìn thấy chưa? Các thánh nhỏ giá nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa mấy thánh? Rồi, ok, vành nhỏ này. Các bạn nhìn thấy vành nhỏ không? Các bạn nhìn thấy vành nhỏ không? Vành nhỏ bên này á là có Bluetooth. Có Bluetooth này, có ký hiệu Bluetooth này. Cái vành nhỏ bên này thì nó không có ký Bluetooth này. Nếu như các anh chị tinh ý thì các bạn nhìn thấy cái nút á, các bạn nhìn thấy cái nút á, nó cái chữ của nó dập rất là xấu nhá. Rất là xấu. Vâng. Nó rất là xấu. Vâng. Mình sẽ lấy hai cái bản Bluetooth giống nhau nhưng mà các bạn sẽ nhìn khác nhau à. Này. Các bạn nhìn thấy hai cái bản này nhìn y chang nhau nhưng mà chất lượng âm thanh nó khác hẳn nhau. Các bạn nhìn thấy một cái nhái hàng. Các bạn nhìn thấy cái bên này nhái hàng là các bạn nhìn thấy này. Cái này là nhái hàng, cái bản này là bản chuẩn nhé các bạn nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn biết này. Các bạn nhìn thấy cái nút này này, cái nhìn thấy nút đen này không?
Nó nhìn nó rất là vuông, góc cạnh nó rất là vuông, nó sắt lét luôn. Đấy, thấy không? Cái lúc này này, các bạn nhìn thấy bên này không? Nhìn nó rất là thô này, nó tròn tròn đấy các bạn. Cái màu này, cái màu nút đỏ này, đỏ nhìn thấy không ạ? Cái đỏ nhìn này nó rất là nhìn sắc nét này. Cái độ sơn của nó cũng rất là tuyệt vời. Còn cái này thì các bạn nhìn thấy không? Nó nhìn nó rất là sần sùi. Cái màu sơn của cái này nó khác cái hẳn cái màu sơn này. Cái bản này là bản nhái của cái bản này. Cái bản này hiện tại bây giờ cũng đang là rất là chuẩn ở bên mình. Âm thanh cực kỳ hay luôn. Đó, âm thanh cực kỳ hay. Còn các anh chị muốn hay thì các bạn cứ vào trang cá nhân của mình đi. Mình trang Facebook của mình nghe đi. Nhân viên của mình hát rất hay đó. Nhìn cái màu sơn đó, hai bản giống y chang nhau, nhưng mà nhìn cái cung tắc này, cái sơn này, nó cách nó làm này, đó rất là thẩm mỹ. Và cái nét chữ cũng vậy, rất là ok. Các bạn nhìn rõ không? Cái đỏ đỏ này với đỏ nó nhìn khác hẳn nhau đó, thấy không? Rất là phân biệt. Đấy, mấy Thánh ơi, mấy Thánh hỏi giá các bạn đó. Đấy, mấy Thánh hỏi giá các bạn thấy không ạ? Mình sẽ chỉ cho các bạn xem được tại sao các bạn cứ hỏi giá mắc hơn 100-200 nghìn là cái gì. Nhưng mà bạn nhìn thấy không ạ? Một cái sao càng thôi mà nó tới 9 loại khác nhau đây các bạn. 9 loại khác nhau. Còn cái mic BM900 đúng không ạ? Còn cái mic BM900 này mình sẽ lấy cho các bạn xem nhá. Mic BM900 nhá. Ok nhá. Không phải mic nào cũng giống mic nào đâu mọi người. Mà các bạn người ngồi đó đi. Mình sẽ cho tất cả mọi người thấy cái mic BM900 này tại cửa hàng mình hiện tại bây giờ là 4 loại khác nhau. Nhưng mà nó chỉ có một loại mà mình bán hàng cho mọi người là hát ok là mình bán thôi. Mình sẽ chỉ cho tất cả mọi người này 4 loại khác nhau về cái mic BM900. Đó. Chứ các bạn cứ thấy là người ta bán rẻ hơn 100-200 nghìn, các bạn tương vào đi. Rồi ok. Mình sẽ phân biệt cho mọi người này. Mic. Thứ nhất mic là các anh chị nhìn thấy không ạ? Này. Đó. Khác nhau á. Chứ không phải đơn giản đâu. Các bạn nhìn thấy này, cái thứ nhất, mic có tên tuổi này. Giang Song có tên tuổi được chưa? Được chưa? Mic không có tên tuổi này. Ngắn bằng nhau này, có từ BM900. Nhìn thấy chưa? BM900. Đó. Mic không có tên tuổi này, lại dài này. Các bạn nhìn thấy nó dài hơn không? Đấy, dài thấy không? Mic BM900 của Quay Trang này, tên Quay Trang này. Nó còn một cái thằng Ami hoặc là ấy nè, Quay Trang. Đó. Mic này á, nếu Quay Trang á mà hàng chuẩn của nó thì hát được, nếu là hàng nhái, hàng loại 2 hát không được nữa các bạn. Cầm nó rất là nhẹ, cái mic này nó cầm rất là nhẹ các bạn. Cảm giác giống như kiểu tầm cầm cái tờ giấy á, mình không phải nói nhưng mà cầm tờ giấy hát không có được. Riêng cái mic Quay Trang mà loại 2 này, mình nói thật mà. Các bạn nhái hàng thôi. Nó nhái hàng thôi, nó có từ Quay Trang đây, BM900 nó làm đây, mình thật sự các bạn. Mình thì bán hàng rất là nhiều, nhưng cái dòng mic nào hay thì mình sẽ bán cho mọi người. Còn các anh chị mà đây là hai cái mic này, nó khác hẳn nhau luôn các bạn. Nó khác một trời một vực. Không có tên, có tên. Mic dài, mic ngắn, mic nhẹ nữa, cân nặng nữa. Đó. Nên bởi thế là các anh chị đừng có lên hỏi giá. Tại sao giá của anh mắc hơn 100, 200 hay là 50 ngàn? Tại sao là như vậy? Tại là như vậy đấy các bạn. Mic hát livestream thì nó rất là nhiều loại trên hệ thống. Cũng một dòng mic thôi nhưng mà nó sẽ nhái hàng rất là nhiều. Đặc biệt những cái dòng sao cạc nào mà bán hàng chạy nhất á thì nó sẽ nhái hàng cực lớn luôn các bạn. Bản thân mình đây là người đã nhập hàng về mình bán mà mình cũng thường hay dính một hai lô hàng nhái, nhưng mà trước khi mà bán cho khách hàng mình đều phải mang ra test thử và kiểm tra thử. Ok mình mới gửi cho các bạn. Các anh chị lên chọn những cái cửa hàng mà uy tín và chất lượng, và các anh chị cảm thấy được người ta bán hàng một cách bằng một cách livestream thực sự này, tư vấn trực thực sự, là các bạn đừng mua bằng một cách bằng hình ảnh. Vâng, nếu mua bằng hình ảnh thì rất là đẹp, nhưng mà khi mà các bạn về quảng cáo rất là ok, nói thì ai cũng nói được, nhưng mà khi mà mua về các bạn không dùng được, nó là một cái vấn đề. Ok, vậy là các anh chị, vâng, đó, mình đã nói xong về cái hệ thống, cái bộ mic livestream về đơn giản là cái mic BM900 và cái bộ sao cạc V8. Đó, các anh chị cũng nhìn thấy nó rất là nhiều bản rồi. Nhưng mà các anh chị mua hàng thì mong rằng các bạn hãy cố gắng mua những cái bộ sao cạc mà nó một cửa hàng uy tín chất lượng và đảm bảo có thương hiệu, để mua được, đảm bảo tránh được những cái sự rủi ro đáng tiếc ha.
Mình cũng là người nhà phân phối sản phẩm Mix H Livestream thì mình cũng mong muốn các anh chị mua những bộ sao cạc về hát hay. Thì khi các bạn hát hay như vậy thì có những người bạn của các chị thích, và các bạn sẽ giới thiệu, và mình, những người bán hàng như bọn mình mới bán được hàng và sẽ có một cái cuộc sống tốt hơn. Ok ha. Mình phân biệt và xin chúc tất cả các chị em thành công trong công việc và có một sức khỏe dồi dào. Ai thắc mắc gì đến Mix Thu âm live stream hãy liên hệ qua Facebook của Mai Hải Long, hoặc liên hệ qua số điện thoại qua cái hệ thống video của kênh YouTube Mai Hải Long Studio này, Mix Thu âm Mai Hải Long Studio này. Vâng, hãy liên hệ qua mình nếu như các chị có thắc mắc gì. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Ok, bye bye, xin chào ha.